Kế toán bệnh viện tư nhân là một loại hình doanh nghiệp mang tính chất dịch vụ thương mại, trong đó chủ yếu liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời song song đó là dịch vụ bán thuốc đi kèm. Vậy để hiểu và phân tích sâu về cách làm của kế toán tổng hợp trong loại hình doanh nghiệp bệnh viện tư nhân này, hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học. Hướng dẫn thực hiện việc khai báo, cập nhật các số dư chi tiết đầu năm, phân tích mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang, phân loại các hóa đơn và cách hạch toán các chứng từ đối với các hóa đơn hợp lý và không hợp lý như mua nguyên vật liệu, mua hàng hóa, công cụ dụng cụ và tài sản cố định, cách phân loại cũng như đưa vào các chi phí đối với từng mảng cho phù hợp. Nhận biết và hạch toán đúng doanh thu và chi phí của mảng khám chữa bệnh có bảo hiểm và không có bảo hiểm và mảng chi phí liên quan đến bán thuốc. Xử lý các trường hợp phát sinh trong bệnh viện tư nhân để đúc kết được những kinh nghiệm. Các nội dung liên quan đến tính lương, trích các khoản bảo hiểm xã hội và các hợp đồng liên quan đến người lao động. Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê thực tế so với sổ sách, lập các báo cáo kiểm tra lại các khoản chi phí để thực hiện việc tính giá thành, lập các báo cáo và các tờ khai phải nộp hàng tháng, hàng quý, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Cuối cùng là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp, cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính. Hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm trong doanh nghiệp bệnh viện tư nhân cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học bệnh viện tư nhân của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trong giáo trình, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ trong mảng bệnh viện tư nhân, các bạn sẽ được học trên giáo trình online, nhấn xem giáo trình của trang web ketoanviethung.com. Nội dung của khóa học sẽ được chia theo từng phần, từ nội dung liên quan đến khai báo các dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh cho đến khi lên báo cáo tài chính trong mảng bệnh viện tư nhân. Để xem được nội dung của từng phần, các bạn sẽ nhấn chọn đến nội dung của khóa học và nhấn xem nội dung. Mỗi một hóa đơn, một chứng từ sẽ là các video hướng dẫn chi tiết về các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.